Hả? Làm à? Tớ còn đứa làm rồi đấy. Còn cái dao làm nào không? Nó sợ không? Không sợ. Thành niên đang thịt có rắn này. Tiết đâu? Tim chỗ nào? Đang đập đây. Nuốt luôn không? Ôi kinh quá. Chí. Chết máu rồi, trời ơi. Lên cao lên tí cho nó chảy. Ừ, rồi. Lên đúng không? Lên cao cái khúc gì này lên thôi. Đây à. Bảo cầm đấy. Cho Bảo ngồi phát trực tiếp. Bố mày mang gỡ, uống máu. Lá mẹ. Ôi thế rồi, đừng vậy. Thế chưa? Cũng hết rồi mà. Thả ra. Vậy thôi, giờ thả ra. Vậy thôi, chắc... Bốn nó con kia. Hả? Kia thì chặt đầu luôn rồi. Chặt đầu luôn á? Luôn. Kia có lấy kia đâu? Quý này. Rắn to chưa? Đúng rồi. To chưa? Này, con cầm con quay đi. Đấy, con quay con rắn đi. Con bỏ tay ra đi. Đấy, hả? Con bé chưa? Đâu rồi? Bảo xoay vào rắn đi, xoay đi đâu vậy? Thấy rắn không? Chết rồi. Bố kìa. Ờ, kệ đó. Thít này. Đấy, bấm cái này trước đi đã. Để rút nó ra thì tính sau. Rồi vậy bấm thử mạnh nữa. Nó thẳng rồi. Ê, anh cầm một cái rắn này. Anh cầm một cái rắn này á rồi. Bắt đầu lấy sâu phát trực tiếp. Kênh ông Bảo vlog. Ui, cá mình cho nó bắn. Dây đi. Tay cái đi. Chả sợ một lồn. Con đi ra ngoài đi. Bảo. Con đi ra ngoài đi. Có về ăn thịt rắn không An ơi? Mày chơi dây nhịp cái gì chứ? Đứt đít thì được.
bỏ làm sao được. Quên đi nè. Quần áo này. Quần áo quay ra. Giới thiệu nhà lắm quần áo. Đây là quần áo này. Như tao bảo là phát trực tiếp đi. Như tao phát đây. Đấy, đây sẽ quay xem. Cầm đi. Con cầm lấy. Không. Ơi. Làm tí tiết cho nó đổ á. Không chưa? Ừ? Đèn tiết đèn rồi. Ừ? Nào. Nặng nặng không gì đấy, nó kiểu nó kết tủa luôn đấy. Tươi. Không cần cần con đuôi à? Không thú mình đi à? Đây là sao miến. Thế ông ấy một kiểu xào miến ninh cái bắt đầu xào miến là ăn ngon lắm. Con này vừa nhẹ đúng không? Nó sạch sẽ. Không vừa nhẹ. Thank you.
má ăn cuột. Cái thằng bạn đầu nó lắm mồm. Mừng nữa. Lên được. Con này gì được mới lạ. Mới lạ giờ bao nhiêu tiền? Chưa được nhiều cân, không có chuyện tiền. Cân thì bây giờ mới có 3 triệu rưỡi. Thế 7 lạng thì bao nhiêu tiền thì lấy bao nhiêu? Kẻ lấy 200. Của ông lấy 200 thì kẻ thằng Ánh nó định bắt đấy. Nhưng mà thôi rồi. Anh cầm con này về mà. Không, anh cộng thêm mấy củ xả. Không có ngâm với nhất gì đúng không? Ông Hùng bên đó rồi. Hả? Dạ.